mà không biết ai đóng đinh Chúa thế nhỉ? Cảm ơn Chúa và cảm ơn bạn đã dành thời gian để đặt câu hỏi. Và đây là câu hỏi quan trọng và tôi rất vui được chia sẻ với tất cả ông bà của chú anh chị em trong video này. Kinh Thánh nói về việc ai đóng đinh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thế kỷ thứ nhất, khoảng năm 30 đến 33 sau Công nguyên tại Jerusalem, một vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là Israel. Trước hết, theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu bị đóng đinh bởi những người La Mã theo lệnh của Tổng đốc Pontius Pilate. Những lãnh đạo tôn giáo Do Thái vào thời điểm đó đã buộc tội Chúa Giêsu vì Ngài tuyên bố con Đức Chúa Trời, điều mà họ cho là báng bổ. Họ đã đưa Ngài đến Pilate và yêu cầu xử tử Ngài. Chúng ta có thể thấy điều này được chép trong Kinh Thánh Mác đoạn 15 câu 15. Pilate muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Baraba và sai đánh đòn Đức Chúa Giêsu, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên thập tự. Nhưng điều quan trọng không chỉ là ai đã đóng đinh Chúa Giêsu mà là lý do tại sao Ngài chịu đóng đinh. Theo Kinh Thánh, sự hy sinh của Ngài là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Như trong Roma đoạn 5 câu 8 có chép: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa Giêsu đã tình nguyện đóng đinh để mang lại sự cứu chuộc cho tất cả mọi người, bất kể chúng ta là ai hay đã làm gì. Đó là minh chứng cao cả nhất cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Và trong sách 1 Peter đoạn 2 câu 24 có viết: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lăn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Chúa Giêsu tình nguyện chịu đóng đinh không phải vì Ngài bắt buộc, mà vì Ngài yêu thương bạn và tôi. Ngài muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vậy nên khi bạn hỏi ai đóng đinh Chúa Giêsu, câu trả lời không chỉ đơn thuần là người La Mã hay những lãnh đạo tôn giáo thời đó. Thực ra Ngài chịu chết vì tất cả chúng ta, những người đã phạm tội và cần được cứu chuộc. Và đây là điều khiến tôi không thể ngừng suy ngẫm. Chúa Giêsu đã chịu chết đau đớn và chịu chết trên thập tự giá, tất cả vì tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Nếu bạn chưa biết đến Chúa Giêsu, tôi khuyến khích bạn hãy tìm đến nhà thờ gần nhất. Ở đó thì bạn sẽ có cơ hội nghe lời Chúa, lắng nghe những lời giảng dạy của mục sư và hiểu rõ hơn về tình yêu lớn lao của Ngài dành cho con người chúng ta. Nếu các bạn có câu hỏi thêm hoặc muốn tìm hiểu về Chúa Giêsu và ý nghĩa của sự hy sinh của Ngài, đừng ngần ngại để lại bình luận ở bên dưới, thì tôi luôn sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn về điều này. Cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả ông bà của chú anh chị em đã xem hết video của Amazin. Hẹn gặp lại ông bà của chú anh chị em trong video kế tiếp. Bye bye.